15 tuổi, tôi rung động trước một chàng trai. 15 tuổi, tôi có một tình yêu thuần khiết. Và 15 tuổi, tôi mang thai. Cậu có ổn không? Tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi, mẹ tớ sắp về rồi. Tớ cũng thế. Mẹ ơi! Tớ ơi, làm sao? Con muốn hỏi ạ. Hỏi cái gì? Đây xem nào. Làm sao? Hỏi cái gì? Hỏi là chậm 2 tháng có nghĩa là... Ốc con này, mày hay nhỉ? Mày biết thương rồi cơ mà! Thầy con ốc lại mày à? Con... Sao mà hỏi con này? Sao bảo con ngớ ngẩn thế? Con xin lỗi ạ. Xin lỗi gì? Mày làm cái gì rồi? Con xin lỗi ạ. Không xin lỗi! Tao hỏi mày làm cái gì rồi? Sao bảo con ngớ ngẩn thế? Xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì? Chậm 2 tháng ạ. Mày nói cái gì? Mày lại có nghe không nào? Mày nói cái gì? Con bị chậm 2 tháng. Chậm 2 tháng? Mày làm gì mà chậm 2 tháng? Con xin lỗi mẹ ạ. Xin lỗi gì? Mày nói nghe xem nào? Làm sao? Hình như con với bạn. Bạn nào? Bạn nào? Bạn Hiếu. Bạn Hiếu nào? Cái thằng này thằng mình chơi đấy á. Mày làm gì với nó? Mày làm gì với nó? Tao giận như thế nào rồi? Con gái tôi biết giữ mình chưa? Xin lỗi này. Con kia mày này ngay. Đi mua đồ con. Đừng ra sao con nhé. Con phải con cứ mấy tí rồi đâu. Con muốn hỏi ạ. Sao thế con? Làm sao? Con ngủ dậy à? Con hết mồ hôi thế này. Mẹ ơi, chậm 2 tháng có nghĩa là... Nghĩa là sao? Chậm 2 tháng có nghĩa là... Mẹ tưởng con biết mà. Con chỉ muốn nói với mẹ là... Con rất yêu mẹ. Làm sao thế? Không sao nào con, có mẹ đây rồi. Làm sao nào? Thôi làm sao? Kể mẹ nghe xem nào. Con bị chậm 2 tháng ạ. Chậm 2 tháng á? Chậm 2 tháng có thể là do rối loạn mà con. Sao đâu nào, bình tĩnh nào. Thế kể mẹ nghe nào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Con xin lỗi mẹ ạ. Hai... Bình tĩnh, kể cho mẹ nghe. Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu.
cho con tình cảm với Huệ phải không? Dạ vâng. Huệ kể với cô rằng hai cháu đã làm chuyện đó phải không? Cháu xin lỗi, cháu đã... Cô hiểu, cô đến đây không phải để trách móc gì cháu. Cô coi cháu như người lớn. Cô nghĩ cháu cần biết và cần chịu trách nhiệm với chuyện này. Vâng, cháu hiểu ạ. Và chúng ta hãy cùng giải quyết chuyện này một cách êm thấm như những người trưởng thành. Cháu có đồng ý không? Vâng. Chuẩn bị đi con, đến lượt con rồi. Ngày hôm nay thật sự tôi rất cần cậu. Nhưng ngày mai có lẽ chúng ta sẽ... Tôi hiểu mà. Hai, một, diễn. Đây là lần đầu như vậy.